Dạ thưa cả nhà, con mới đi phóng sanh về để tiết kiệm củi lửa cho gia đình, không dùng bếp ga tăng giá. Con sống trong thiên nhiên, con nấu ăn bằng củi á, không có dùng ga nữa. Thì con có lên Lazada, con đặt một cái thùng gì ta, một cái bếp lò nấu bằng củi 549 ngàn. Dạ, cái bếp lò đốt củi Lazada nó nói là cháy siêu tốc độ, siêu nhanh gì đó, con thêm chữ siêu nhanh luôn rồi. Để con coi coi cái lò hiện tại con đặt nó là cái mã nó làm sao. Lazada ơi, con mua đồ trên Lazada mà về ba con la quá trời luôn á, nói là bếp mua nấu ăn cho gia đình, mua cái bếp lò ở nhà nấu á, mua có giá 60 ngàn một cái thôi, mà con nấu con đút khúc củi to vô nó bể. Mà bây giờ người ta gửi cho con Lazada, trời ơi, Lazada bếp, nhà bếp nấu củi siêu tốc độ mà. Giờ đây là cái bếp con mua tới 500 mấy lần, bếp con mua 500 mấy lần nha quý vị, 549 ngàn. Giờ con gõ số tiền vô, 549 ngàn đồng. Bếp củi. Tại mọi người đang thắc mắc không biết sao cái bếp này nó nhỏ quá vậy ta. Nó nhỏ như cái gói ôm vậy, cái gói nặng vậy trời. Bếp Lazada hả? Bây giờ sọt nó không ra nữa. Bây giờ cái bếp Lazada đó, sau khi nó bán cho con rồi á, thì nó không hiện cái bếp lên cái web này nữa. Cái web này làm ăn kiểu gì vậy trời? 500 mấy đâu, chưa khui ra nữa mà ba con nói người ta lừa đảo rồi đó. Dạ. Cái số đèn dưới. Dạ nói cái bếp gì đâu nhỏ quá à. Nhỏ còn hơn cái laptop của con nữa. Thôi bây giờ mình sẽ khui cái này ra đi. Dạ cái mã của nó nè, HTBM6A, người gửi từ một công ty bên Trung Quốc. Dạ Lazada, nếu mà thật sự con đã mua đồ Lazada mấy lần rồi. Ngay cả cái đuôi nàng tiên cá con bán Lazada cũng có bán. Nhưng mà Lazada lại bán đồ chơi trẻ, đồ mà không bơi. Bác xé ra giùm con đi bác. Lấy dao gọc đi. Nó nhỏ chưa được rồi, một tấc nó giống như ổ bánh ra. Cũng kem như đó, dao nó không được. Giống như ổ bánh tấc à. Tấc luôn à. Ba không hỗ trợ sao làm, mà ba nói ba la chưa khui đồ người ta ra nữa. Lỡ cái này khui ra nó siêu to khổng lồ sao, nó là bếp Doraemon sao, thấy nó nhỏ nhỏ mà càng khui nó càng to làm sao. Ủa ba cái bếp gì vậy à? Giống như đồ sao chơi nít vậy? Trời, giống đồ chơi đồ hàng của con quá à. Đồ chơi đồ hàng hồi xưa mà con sắm được cái bộ này chắc con đốt nhà luôn quá. Ba dữ quá ba ơi. To ghê ba. To gì?
Dạ cái bếp nó bằng cái tô vậy, con nấu bằng cái tô ấy chứ hả? Nấu bằng tô, lấy tô nấu đi. Rồi cái này để làm cái gì đây? Cái gò mơ để đựng cơm ha. Dạ cái này một con chó nó ăn còn không đủ cái nồi cơm này nữa. Con không hiểu họ. Cái thời đại này sao mà lừa nhau dữ vậy ta? Năm 549.000 tiền YouTube kiếm được của con đó mọi người ơi. Kênh YouTube của con một tháng để được 22 đô, lấy cái tiền đó mua cái này ăn để tiết kiệm ga. Trời ơi mà bán cho con cái bếp như vậy rồi thua rồi. Con là YouTuber khổ nhất Việt Nam đây nè, mà làm clip là chân thật về cuộc sống đây nè. Trời, cái bếp nó nhỏ hơn cái đống rác nhà con nữa. Đây cái bếp này có 90.000, 60.000 một cái. Mà con nấu đút khúc củi to quá nó bể ra, bây giờ cái bếp này nhỏ xíu như vậy. Dạ rồi. Con nấu cái gì nữa ta? Giờ nấu làm sao? Sao con thông minh dữ vậy ta? Mọi người có hình dung không? Thật ra mình cũng không nên nói người ta như vậy, mình chưa biết nấu được hay không nữa. Nhưng theo mọi người nấu được không? Ba, nấu cái nồi như vậy đó. Mà cái khúc củi để con đút khúc củi. Đút ở đâu? Đồ đó là gì? Đó là cái bếp cái gì? Dạ củi con lụm trong rừng nó vậy cỡ này mà sao đút vô? Lấy cái nồi của người ta nấu. Dạ củi này chắc con phải mua thêm cây búa nữa quá, chắc đặt thêm cây búa trên Lazada quá. Thì Lazada làm con thất vọng ê chề. Bán cái đồ gì không ra cái gì hết. Nhìn nồi cơm con nấu đây nè quý vị. Cỡ bà Tân Vlog mà nấu ăn cỡ như con. Không có cửa luôn á. Nấu đồ ăn cho chó, cho thú ha, siêu to khổng lồ không. Cái nồi đó nấu 3-4 con gà cho nó ăn luôn á, ghê lắm á. Dạ xong thua. Nó chưa thiệt. Nhìn cái bếp thì do thấy cái họng nó nhỏ quá, nấu không biết lửa nào mới chín nổi. Thì con thì không có bất mãn, con chỉ biết là cảm ơn thôi. Cuộc đời của con không biết bất mãn ai vì điều gì. Tất cả đều là cảm ơn. Tất cả đều là hiện thân của chư thiên, chư Phật, Bồ Tát đối với con. Con ngu con chịu, khôn nhờ dạy chịu cái mang. Dạ thương hiệu này nổi tiếng á. Chế cái bếp rất là đẹp. Mà bây giờ để từ từ mình nấu rồi mình mới biết. Thì hy vọng là ở những video tiếp theo con sẽ nấu ăn cho thú mà bây giờ chưa rảnh. Thì con sẽ cho mọi người coi nấu bằng cái bếp hiện đại của Lisada nó như thế nào. Dạ rồi xong thua luôn. Thấy nó nhỏ quá chê, nó có khi nó lại xịn quá hay sao ai biết được. Không có hả, cái bếp này ngon hơn cái bếp đó hả? Chắc cái bếp đó là nấu nhiều, bếp này nấu nhiều. Nhưng mà cái này cũng đâu nấu củi được đâu, này nấu lẩu nấu còn. Ba làm gì ba sung dữ vậy ba? Thấy nó cứng tới cỡ nào. Men ba em sung lên rồi. Lazada bán đồ riết mà bị phụ huynh không ai biết hết á. Nên ra làm ăn sao đừng để người ta chửi quá. Nó đây dụng cho mặt nó luôn, cho đem về nó nấu một hồi. Đó là Lazada. Ai mà nấu là được mà đưa đây vậy. Đó là Lazada cứ làm cho người ta chửi bới mình rồi. Vì mấy cái đồng lời nhỏ nhoi đó mà cứ bán mấy cái đồ kém chất lượng. Ai biết rồi đó, mình là mọi người khác nữa. Trời ơi, tức gì. Chứ đâu phải có một mình mình thôi. Dạ. Rồi xong thua luôn nha Lazada. Tình hình là lừa đảo mấy trăm ngàn đó.
Dạ, đồ bơi tiên cá của con cũng bị Lazada bán lên đồ bơi tiên cá dởm, không nít bơi không được, nó cũng chửi quá trời, mà nó không chửi Lazada, không gọi Lazada. Nó kiếm con nó chửi không à. Mấy đứa em nhỏ chân nít á. Dạ, đây. Website của con mà bây giờ Lazada bán đồ bơi tiên cá dởm, con nói thiệt, giờ con chuẩn bị tắt cái website luôn. Cái web này con làm 200-300 triệu. Con để mấy năm rồi. Mà bây giờ Lazada cạnh tranh với con là con bán đồ bơi tiên cá thiệt, đồ con mặc lặn biển bơi được, trang mmentum.com nè. Mà giờ cuối tháng này con phải xóa luôn. Dạ. Web này con làm khoảng 250 triệu rồi. Là web mua bán hàng mà đồ thiệt, đồ thương hiệu của các thương hiệu hãng họ liên kết với con, bên Hàn Quốc, bên Mỹ, bên Úc này kia. Đây đuôi tiên cá con cỡ này nè. Đó. 8 triệu này kia các kiểu, mà Lazada bán có 100-200 ngàn à. Tại sao con bán nữa? Rồi bán cái đồ lừa trẻ em như vậy nên con nghĩ là thôi con dẹp luôn. Chứ để mấy đứa em nhỏ nó mua không được đồ, nó cũng gọi nó phiền mình. Giờ mình làm cái kênh YouTube mình đăng lên như đó, anh có đồ gì tụi em mua đồ đó. Chứ giờ anh cũng không dám cạnh tranh với Lazada nữa. Bởi vì sao? Bởi vì Lazada giàu quá, tỷ phú quá. Còn anh trang web cỏn con như vậy bán đồ ra bị chửi không à. Tự nhiên mấy em mua đồ chỗ khác cái xong xài dởm không được, gọi mắng vốn anh không mà làm như anh cha mẹ của Lazada, Tiki, Sen Đỏ, Shopee vậy đó trời. Ôi xin lỗi nha, thôi thôi chia tay. Web anh chuẩn bị dẹp luôn rồi, web đầu tư quá là dữ. Nhấn vô cái giao diện của mobile phone thôi, trời nó đúng đẹp luôn á. Đó làm như vậy luôn á, cỡ này luôn á. Mua bán hàng thanh toán trực tuyến đồ hiệu không luôn á. Bây giờ không dám cạnh tranh với Lazada nữa luôn á, sợ Lazada quá luôn rồi. Sợ Tiki, Sen Đỏ, Shopee quá, trang thương mại điện tử lớn quá. Nên thôi sợ ảnh hưởng quá. Vì sống không vì mấy đồng lời nhỏ nhỏ vậy đâu. Cuộc sống có thể là vất vả đó. Nhưng mà làm ăn uy tín. Đồ tiên cá tiêu là độc quyền thế giới nha, bao đẹp, ai biết liên hệ thì mua. Toàn là người mẫu mấy em đẹp đẹp, showbiz, show chậu gì rồi tùm lum hết à. Đó thấy không, em này không, người mẫu không, tay lai các kiểu. Đuôi tiên cá cũng của con là chia ra lại xịn luôn nè, 16 triệu nè, lại 2 triệu nè, lại 1 triệu nè, 1 triệu rưỡi sản xuất của con nè. Đuôi cá tiêu nè, đuôi cá phim phân nè, đuôi cá lít nè. Nè trời ơi, mà chuẩn bị con bỏ website luôn rồi. Chỉ vì mấy trang web bán đồ bơ ơi dởm á, như Tiki, Lazada. Thiệt con thấy cái công trình con làm cái web này đẹp quá mà con bỏ uổng không. Dạ thôi không bỏ, mấy em nhỏ nó gọi nó làm phiền con á, con sợ quá.